Đây nè, đẹp chưa? Cay thiệt. Thì coi nếu mà để gần mắt thường thì không phân biệt được. Không phân biệt được. Dạ, dạ. Không phân biệt được. Đây là 2 carat. Dạ, đúng rồi. 45 ngàn. À, thiên nhiên. Ừ, thiên nhiên. Đúng, đúng. Đẹp chưa? Mát chuyện luôn ha. Giờ còn nhẫn với lại lắc nữa ha. Cái áo nè, Chanel luôn nè, hạt thiệt nha. Đó, thích quá chắc là lấy luôn quá, đẹp quá nè. Đây là những cái cẩm thạch mà em đi tuyển lựa đó, sưu tầm đó. Đẹp quá ha. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT tới Phước Lộc Thọ để chia sẻ với các bạn cái này rất là hay. Hôm bữa giờ KT đi quay á, rất là nhiều bạn hỏi KT ơi, đầu bông KT đeo mua ở đâu và nhớ quay tiệm vàng nha. Nhưng mà các bạn biết không, quay tiệm vàng ở trong khu Phước Lộc Thọ nó rất là khó khăn, bởi vì tiệm vàng là bí mật thương mại gì đó, cũng mình rất là ngại quay. Nhưng mà KT liên lạc được một cái tiệm vàng đã cho phép KT vô quay tiệm vàng gọi là kim cương đá quý rồi các bạn. Thì hôm nay mình tới đây để mình chia sẻ với các bạn ở trong đó bán những gì, và các bạn có thể đặt những đôi bông tai và người ta có những khuyến mãi giống như những cái promotion cho fan của KT. Thì đây là khu Phước Lộc Thọ. Trước khi vào trong mình sẽ quay một vòng cho các bạn biết ở đây nhìn như thế nào, bởi vì rất nhiều bạn không biết cái khu này là khu Phước Lộc Thọ, nằm trên đường Bô Sa nha các bạn. Đây nè, đường này là đường Sài Gòn, còn đường ngang này là đường Bô Sa, rất là nổi tiếng ở khu Nam Cali. Nhiều nhà hàng quán ăn ở đây lắm. Những ngày lễ là ở đây đông lắm. Mà đặc biệt là các bạn biết không, đặc biệt là hôm nay mình xin được promotion cho fan của KT, cho nên mình cũng rất là vui. Mỗi lần tới đâu mình quay được á, mình hay hỏi xin phép có gì đặc biệt cho fan của mình hay không. Giờ mình vào trong nha. Tiệm này là nằm trong khu Phước Lộc Thọ, nằm trên lầu 2. Cái này là cổng chính nha các bạn, cổng ở phía trước á. Thì khi mình vào trong á, nó có cầu thang nè. Mình đi lên cái cầu thang. Ở đây nhiều tiệm vàng lắm các bạn ơi. Nhưng mà không phải tiệm vàng là mình cũng quay được nha. Rồi khi mình lên cầu thang mình đi dọc xuống đây. Đó, Phước Lộc Thọ, khu dưới này là thường thường người ta hay tổ chức những cái buổi tiệc đó, như là gói bánh chưng, bánh tét, hay là người ta biểu diễn sân khấu đó như các bạn, hay là có những tiết mục ca nhạc đó là biểu diễn ở đây. Khi các bạn thấy chỗ security nè, là đối diện có một cái tiệm, đó là đi vô trong cái khu này. Đây các bạn, thì các bạn vô trong đây các bạn sẽ thấy cái tiệm vàng PJ Jewelry nè. Đó, ở trong đây rất là nhiều tiệm vàng. Nhưng mà phải xin phép quay nha các bạn. Tại vì ở đây không phải là ai vô quay cũng được. Chúc mừng em nha, khai trương Hồng Phát nha. Cảm ơn chị Trà Ti. Thì tiệm của PJ Jewelry đó là cũng mới mở được một tuần thôi. Dạ, nhưng mà trước đây là em đã làm 2 tiệm rồi chị. À. Dạ, có 2 tiệm rồi. Đây là 2 tiệm ở đâu luôn em hả? Dạ, cũng gần ở đây thôi, cũng khu Bô Sa này thôi. Chuyên về bán kim cương thiên nhiên và vàng. Còn ở đây là em chuyên về có mang, không có rành như thế này. Chị không có biết kim cương nhân tạo. Dạ, bây giờ mới nghe Philip giới thiệu đây. Nhưng mà nó đẹp lấp lánh. Đẹp lấp lánh. Vậy đó hả? Mà mình mua vậy tiết kiệm được tiền, tiền mình để làm việc khác. À. Thức là đẹp. Ta bây giờ mua cái này thức là nhiều. À. Lấp lánh như thế này. Cái này là chỉ có nước là người trong nghề đó, người ta nhìn bằng kính thì người ta có thể phân biệt được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhân tạo thì nó có cái mã số giống như GIA dạ, luôn ha. Dạ, có mã số, có là bảo hành, gọi là rất là tuyệt vời luôn. À, bảo hành trọn đời hả? Khi mà nói bảo hành trọn đời là sao, giống như nó bị mẻ hay là sao? Là bị, nếu mà mang mà 10 năm sau là bảo đảm là không bị mờ. À, bị mờ đó là đổi tới đây đổi lại không cần
phí gì hết. Được. Vậy đó. Đó là bảo đảm, công ty bảo đảm đó, mà còn được cái chế độ là mình mua được cuối năm được cashback, là nghĩa là mình mua chung cư ở đây á, US One á, thì cuối năm công ty US One sẽ gửi về cho các bạn 5% dựa trên tổng số tiền cái viên kim cương. Ví dụ mua 1.000 đồng cuối năm các bạn, công ty sẽ gửi về cho các bạn 50 đồng. Mua 10.000 cuối năm các bạn, công ty sẽ gửi về cho các bạn 500 đồng. À, là cashback lại đó, chương trình cashback lại đó. À. Đây, cái này là kim cương thiên nhiên nè. Cái viên này là 2KA, đó, nước F VS1. Thì cái viên này là đã là 2KA thì 45.000 cho cái chiếc nhẫn này. À, này là 2 carat. Dạ đúng rồi. 45.000. À, thiên nhiên. Thiên nhiên. Đúng, đúng. Đây cái viên kim cương thiên nhiên. Hôm nay chị Cathy lên đây thì Philip sẽ phân tích cho chị Cathy một chút xíu về kim cương để cho cùng các bạn biết luôn. Đây là cái kim cương thiên nhiên. Đây. Và đây là cái kim cương nhân tạo hãng US One. Đó. Chị coi thôi, nếu mà để gần mắt thường thì không phân biệt được. Không phân biệt được. Dạ, yeah. Không phân biệt được. Thì thử lên nó vẫn gọi là kim cương, cho nên đây nó được gọi là kim cương. À, nó không phải gọi là kim cương giả. Đây là kim, đây là giả. Giả. À. Thì khi mình thử vô máy kim cương bán sẽ chiếc nhẫn này thì chỉ có 100 mấy thôi. À. Này là bằng bạc và cái viên này đó là giả. Đó, thì khi mình thử nó sẽ không có lên kim cương. Biết. Dạ. À. Thì nó gọi là kim cương giả. Hoặc gọi là Việt Nam nó gọi là xoàn Mỹ đó. À. Thì hồi xưa nó gọi là xoàn Mỹ. Thì có một đúng rồi. Thì ba. Đây, kim cương thiên nhiên. Kim cương nhân tạo. Kim cương nhân tạo và kim cương giả. Thì cái giả nhìn nó sẽ khác, đúng rồi, cái nước thì nó sáng, đúng rồi. Nhưng mà hai cái này thì mình thấy được nên này là nó không phân biệt được bằng mắt. Dạ đúng rồi. Đó. À, và bảo hành trọn đời và có mua lại luôn, chỉ có hãng US One. À mua lại luôn hả? Dạ. Nhưng mà mua lại giá là sao? Bao nhiêu mất mình mất bao nhiêu phần trăm? Dạ giá mua lại 50%. 50%? Wow, vậy đó hả? Là nếu mà không giấy tờ là 30-35 rồi, 35-40 tùy mỗi chỗ. À. Nhưng mà cái nhưng mà chị nếu mà chị mua cái nhân tạo thường là không có tiệm nào nó thu lại hết. À vậy đó hả? Chị không có. Chỉ có ở đây thu lại nhưng mà 50%. Còn mấy cái hãng nhân tạo khác là nó không có thu lại. Ví dụ, có rất nhiều hãng kim cương nhân tạo nhưng mà chỉ có hãng US One á là nó thu lại thôi. Mấy cái nhẫn này là thiên nhiên hay là kim cương hay là kim US One? À, nhân tạo. Nhân tạo. Đeo thử này. Cái này đẹp nè. Cái này á là kim cương nhân tạo US One. Chiếc này là 1.900, sale còn 1.200. Vàng 18 nha. Thì hôm nay mình tới đây mình có hỏi Philip, giống như là thường khi đi quay ấy, thường hay hỏi vậy nè, có gì đặc biệt cho fan của Katie không? Giống như mình xin promotion hay là có discount gì không? Thì Philip nói chị yên tâm, em có rất là nhiều. Và Philip biết Katie thích mấy cái hộp bạc nè, cho nên là để sẵn mấy cái hộp bạc ra. Hồi mình thích lắm các bạn ơi, mình thích đeo hộp bạc, đeo bông tai rồi dây chuyền rồi đó, mình rất là thích. Thì bây giờ cho chị thử nha. Hôm nay cho chị thử cái đôi bông này là bằng vàng trắng nè, là đây luôn cho BG Philip Jewelry. Đẹp quá. Mà này là vàng trắng, trắng chai và hộp chai thiệt luôn. Chai thiên nhiên. Và đang có promotion giảm giá cái đôi này còn 170 phải không em? 170 đô nè. 170 đô. À. Bây giờ mình đeo thử đó. Dạ, đeo thử nha. Thường thường á là khi Đức thích đeo hộp bạc lắm, mà mới mua cái đôi bông hồi nãy mình đeo á, cho nên là mình đeo thường xuyên. Có nhiều bạn hỏi mình đôi bông đó làm ở đâu lắm, các bạn có thể gọi Philip đặt, Philip làm nha, và ship tới tận nơi luôn. Đẹp quá. Dạ, đây nè. Đẹp chưa? Chai thiệt vàng 18, vàng trắng. À. Cái tuyên hộp với mấy cái nhỏ nhỏ dễ thương gì nè. Dạ. Vàng thiệt luôn mà có 170 thôi. Đang giảm giá. Giảm giá. Đó. Đẹp quá. Dạ. Cái đến á là mình muốn thử luôn cái sợi dây chuyền này. Ôi ôi mình nhìn thích quá luôn nè, đẹp quá chừng luôn. Cái này là dây chuyền quy Ý và chai thiệt luôn nha.
trắng trắng vàng ấy. Ngọc trai thì lấp lánh sáng luôn, đẹp lắm. À, đẹp chưa? Mát chìm luôn ha. Giờ cần nhẫn với lại lắc nữa ha. Là đủ bộ. Cái sợi dây chuyền này là đã sale rồi là khoảng 370. 370 à. 500 được. Đúng vậy. Nó thì dây không à. Vàng dây vàng không đã 200 mấy rồi đó. Tất cả những cái hạt này là hạt thật hết. Hạt trai thì đã on sale là 370. Đẹp chưa? Nhẫn thì 120. Còn 40 à, chiếc nhẫn này 40 à. Mà nếu mà cái này là bằng bạc, chiếc nhẫn này là bạc, hạt này hạt thiệt, hạt trai thiệt. Nếu mà các bạn thấy mà cái size của mình đeo nó hơi rộng thì clip có thể làm nhỏ lại. Mà nói thiệt, cái giá này á, mà trai thiệt á, bạn muốn mua thì tới đây mua. Biết tại sao không? Thì Thi có kinh nghiệm này mình, tại vì Thi thích đeo mấy cái này lắm. Mà đôi lúc á, có những hàng giả, người ta làm giả là không phải bằng bạc luôn nha. Giả nha các bạn, thì đeo ở đó, đeo vài bữa mà mình lỡ mình quên mình tắm nó sẽ bị đổi đen. Mà giá không rẻ nha, giá nó cũng khoảng 40-50 một đôi rồi. Trong khi cái này có 100 mấy, tức là thêm khoảng 100 đô nữa thôi. Thì các bạn mang là mình biết là nó thật, mình đi tắm nó không có sợ bị dơ, giống như là chuyển qua đen á các bạn. Nói chung là giá cả đây mình thấy tương đối là rẻ nha, rẻ. Trời ơi, đây nè, mát chừng dễ sợ không? Cái áo nè, Chanel luôn nè, hạt thiệt nha. Mảnh này là bằng bạc. Đúng rồi, bạc. Nhưng mà cái hạt thiệt, đang được giảm giá là nó chỉ còn có 55 đồng. 55 đô. Wow. Đeo thật lý có tiên nha. Dạ. Quá dễ thương rồi. Đẹp chưa? Giờ thiếu lắc phải không? Đây, lắc này mới đặc biệt nè. À, giảm giá đặc biệt luôn. Đây nè. 95 đồng. Tất cả những sản phẩm này làm tại Mỹ. Lắc này hiện tại là chỉ còn có 35 đồng thôi. 95 mà còn 35 mà là hạt trai thiệt nha các bạn. Cái này là bằng bạc. Chị đeo cái dạ. Mà mình có thể là tăng giảm cái độ rộng của cổ tay mình. Dạ. Nó có những cái nhẹ tay của mình có thể tăng giảm được nha. Ví dụ này em mua này đi rồi, em muốn mua giống vậy thì chị làm được phải không? À, làm được. Đó. Nhưng mà mấy cái giảm này là cho tới khi nào? Giảm này có Tết Việt Nam. Cho tới Tết Việt Nam luôn. Ờ, rồi rồi. Trời ơi, đẹp chứ. Đẹp luôn. Nó hợp với cái bộ đồ này, cái dây này cái... vô cùng luôn, hợp với lại cái bộ đồ của em. Tự nhiên nay ra quay xong tốn tiền mua mấy cái này. Đó. Thích quá, chắc là lấy luôn quá. Đẹp quá nè. Cảm ơn chị. Thank you em. Nhưng mà thích nhất là cái gì phải không? Nếu mà các bạn mua trên 500 đô thì sẽ tặng được đôi bông tai. Nhưng nếu như các bạn không chịu lấy hộ cái này đi, các bạn có thể chọn sợi dây chuyền. Đây nè, 120 đô. Cái này là chai nước ngọt. Đó. Là được miễn phí à, được free. Nhưng nếu mà các bạn cũng không chịu cái này luôn thì Philip sẽ lấy 50 đô off. Ví dụ như bạn mua trên 500 đi thì trừ ra 50 đô. Nếu mà bạn không chịu lấy cái này free thì sẽ trừ ra 50 đô. Mà cái này đẹp lắm, nhìn nó sang lắm các bạn ơi. Đeo cái này, ví dụ như mình mặc áo dài á ha, áo dài mình đeo này đẹp lắm á. Có cái sợi này cũng lạ lắm nè. Cái này là mình thấy là các bác mà mặc áo dài bằng gắn rồi các bạn, đẹp lắm á. Đây, cái này á, là nó không có hợp với bộ đồ này, nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình mặc những cái áo dài thức tha rồi các bạn, chắc là nhìn nó lạ đẹp lắm á. Mình thích nhất là gì bông nè, có cái hạt trai này. Nhìn mình nghe chị nói là cái hạt trai này nó nhả hạt ra, nó có cái shape nè, nhìn nó lạ lắm, đẹp chưa? Bốn trăm nhưng mà giờ giảm còn 250. Nhìn sang lắm, ở trên đây có chữ giống như là Chanel nè. Wow. Có cái này mình thấy hay lắm nè, mặt dây chuyền cái này nè, cái hạt trai này đẹp lắm, cái màu nó vàng vàng lợt lợt đó các bạn.
thì cái này cũng đang giảm giá còn 240 sao si. Mãi trên đây là vàng thiệt nha. Còn cái hạt này là cái màu hồng lợt lợt giống như là cái áo của Katie đang mặc á. Và cái này đang giảm giá luôn còn 150. Cái này nhỏ hơn là 120 phải. Nè, cái này thì 120. Cái mặt dây chuyền á. Đẹp lắm. Loại mặt trai đẹp, chuyên về thiết kế cẩm thạch. Cẩm thạch à. Thôi. À, cho chị xem nhé. Đây là những cái cẩm thạch mà em đi tuyển lựa đó, hàng sưu tầm đó. Hàng sưu tầm tuyển lựa. Về đây những cái thợ chuyên nghiệp để làm ra những cái móc vàng này. Ừ. Đó, làm ra những cái móc vàng này rất là chắc chắn luôn, mang là không sợ bị rớt. Tự như là cái này là con tỳ hưu may mắn nè. Tỳ hưu. Cái đá đỏ nè, là chỉ có một viên duy nhất mà em mới đem về thôi. Duy nhất. Đó, một con. À, nếu mà bạn nào mua rồi thì sẽ không có nữa đúng không? Đúng. Tại rồi. Vì cái này có một cái duy nhất là thôi. Một cái duy nhất thôi. À. Hoặc là con rồng này. Wow. Một con duy nhất phải đặt cả tháng trời mới có. Vậy luôn hả? Thì cái này là nãy em cái này bao nhiêu em hả? Dạ cái này 1200. Là đã tính luôn tiền vàng, vàng luôn rồi đó phải không? Luôn. Vài bữa nữa Philip sẽ gắn vàng chung quanh đây nè, cái mặt dây chuyền bọc xung quanh cái vàng, xung quanh cái vàng này bọc xung quanh giống như cái này. Đó, rồi sẽ có cái móc gắn vàng ở đây đeo lên cổ rất là đẹp luôn. À. Đeo lên cổ đẹp lắm. À. Này thì em chỉ giới thiệu thôi cho các bạn biết, các fan của Katie thì Katie biết thôi chứ không có buôn bán gì cho biết thôi. Còn nếu mà ai muốn quan tâm mà hỏi giá hay gì, mỗi cái là chỉ có một món thôi. Cái này là sưu tầm. Sưu tầm. Ừ. Tuyển lựa, cho nên là ai nhanh tay thì còn. Ha. Có cái thứ hai là cũng không có cái thứ hai. Có 10 ngàn, 20 ngàn cũng không có. Bây giờ là giới thiệu về mấy cái chiếc lắc. Rồi vòng cẩm thạch. Cái đá này bây giờ rất là hiếm. Tại vì cái này là hồi xưa đó chị. À. Đá hồi xưa đó. Chỉ còn đúng 5 chiếc là sưu tầm. Chỉ có 5 chiếc này thôi. Dạ, có 5 chiếc thôi. Cái đá, à. Đá hồi xưa, cẩm thạch xưa đó. Nó rất là mắc tiền. Cái đá này đẹp quá ha. Cái chiếc đó là 4.500. À. Cái này là 4.500 mà có giảm giá không? À, cái chiếc này có giảm giá chỉ còn lại là 3.700 chị. 3.700. À. Rất là đẹp. Mà cái này là vàng trắng, 18. Vàng 18. Đây nè, đẹp chưa? Cái này nhìn nó thanh mảnh hơn. Còn cái này là giá nhiêu em? À, cái này là 4.500. 4.500. Là giảm rồi ha? Hay là chưa? Cái này là chưa giảm, thì cái này thì giảm rất là ít, thì giảm chỉ còn 4.300 chị. 4.300. Dạ. Tùy theo loại nữa, là tùy theo loại là giảm nhiều hay ít nha các bạn. Đẹp quá. Cái này em còn công ty này là chuyên về trồng hương rừng ở Quảng Nam. Quảng Nam. Dạ, ngay gốc nó là Quảng Nam luôn. Nhưng mà em có người nhà của em đó là lấy gốc Quảng Nam luôn chị, gửi cho nó. À, cái này là 170 thôi. Philip bán giá rất là mềm, trồng hương rừng nhưng mà Philip bán giá rất là mềm, tại vì cái gia đình Philip có làm trồng hương rừng, không phải là trồng nuôi nha. Trồng nuôi đó thì cái giá nó sẽ rẻ rất là nhiều. Cái này là trồng hương rừng cho nên nó tích tụ những cái tinh túy lâu năm. Chị trầm hương đó, nó là để mà hình thành trầm hương đó là từ vài chục năm lên tới vài trăm năm thì nó mới có tạo ra cái trầm hương ở trong rừng đó. Thì để mà phân biệt trầm hương rừng đó, các bạn sẽ thấy trong cái sớ gỗ đó, trong cái sớ gâm, nó sẽ có những cái dầu nó nằm ở trong cái sớ, nó không có bị loang ra ngoài, thì đó là cái trầm hương không có bị nhuộm. Nhưng mà ảnh này mình đâu có nhuộm qua đúng không? Dạ không có nhuộm. Thì em có bảo đảm giống như là nó sẽ giữ cái hương này hoài không? Tại vì dạ, nếu mà thật có chùm hương thật, nó sẽ giữ cái hương hoài luôn. Dạ, đúng. Thì mang mình bảo quản kỹ, mình cho nó dính nước, tại nó là gỗ mà. Nhưng mà mình một năm mình phải tẩy uế nó một lần, mình ngâm nó ở trong cái nước muối á. À dạ, vậy đó hả? Sao mình ngâm nó trong nước muối một tiếng đồng hồ để cho nó thanh lọc đi những cái xui mà nó hút vô. Dạ. Ở ngoài rừng. Dạ, thơm quá. Thơm quá, thơm quá. Từ size nhỏ nhỏ li chi ha, cho tới vừa vừa, cho tới lớn.
lễ tới mà không biết mua gì tặng cho gia đình, bạn bè hay là người yêu, vợ rồi hay là mẹ rồi đó, thì có thể suy nghĩ. Đây, cái vòng cẩm thạch đang được giá rất là tốt luôn, 450 mà sale ngay sale, đặc biệt luôn là chỉ còn có 135 đồng thôi ở trên này có giá đây. Tặng những cái mẫu này rất là sang trọng, hay là những cái mẫu mộc ngọc cẩm thạch thiên nhiên, 450 sale chỉ còn 135 đồng thôi. 135 đồng. Wow. Nó tùy vào cái món. Mà mấy này là cẩm thạch thiệt phải không em? Cẩm thạch thiên nhiên. Thiên nhiên. Và cái vòng nó tùy vào cái đá chị, ví dụ cái đá đỏ này là 800, 850 thì hôm nay sale chỉ còn lại là 280 đô thôi. 208. Còn ví dụ như mà vòng mà có kiểm định đó, nó cũng là cũng đá thiên nhiên, nhưng mà nó tuyển lựa một cái đá đẹp hơn và được qua kiểm định là đá thiên nhiên, cho nên cái giá nó hơi mắc hơn. Vòng này thì 1.000 đồng, những cái vòng qua kiểm định đó thì là 1.000 đồng, nhưng mà được on sale là còn 480 đô thôi. 480 đô. 480 rất là sang trọng luôn. Ở đây thì clip bán rất là nhiều cái vòng khác nhau, thì các bạn muốn thích cái vòng nào đó thì các bạn cứ vô coi YouTube của Philip, có cái link ở bên dưới đó, thì các bạn cứ bấm vô. Mỗi tuần Philip có bỏ cái video lên trên đó, hoặc là các bạn ghé thăm tiệm ở trên lầu 2 Phú Lộc Thọ tại số 9200 Bosa Avenue, unit số 227, tại số quầy số 16. Số điện thoại là số mấy vậy em? Số điện thoại là 714-726-9911. Hôm bữa KT đi quay, rất là nhiều bạn hỏi KT là mua đồ bông này ở đâu. Nè, hôm bữa giờ mình đi quay là mình mang đồ bông này, mình đi thách xịt mình chơi á các bạn. Đây, ở đây Philip làm đồ bông này. Nếu mà các bạn muốn hạt mà hạt kim cương giả, mà vàng này vàng thiệt, vàng 14 nha, vàng 14 kê màu trắng, giá là 450. Thì giống như mình nói mình bạn mua cái gì thêm trên 500 là được off thêm 50 đô. Nhưng nếu mà bạn muốn làm bằng kim cương nhân tạo lấp la lấp lánh á là 850. Còn muốn học xoàn thiệt luôn là loại thiên nhiên á thì dĩ nhiên giá tùy theo nước. Đẹp lắm các bạn. Các bạn sẽ hỏi cây thiên mang nào mình mua, bạn mua loại 450. Tại biết sao không? Đeo chơi thôi, mình hay thay đổi đồ bông lắm, mình đeo chơi thôi, cho nên là mình không có sưu tầm nhiều cái hộp xoàn. Nhưng mà chắc mình cũng sẽ đặt một đôi hộp xoàn mình mang, rồi mình gọi là mình chia sẻ với các bạn. Nè, đẹp lắm. Nếu như những món hàng nào mà KT chia sẻ hôm nay như là đồ bông, rồi dây chuyền, nhẫn, rồi lắc đồ á mà các bạn thích, thì mà KT đã lỡ mua rồi hay là các bạn khác mua rồi, thì các bạn có thể gọi vào và đặt, Philip sẽ làm cho các bạn nha. Đồ bông này cũng đẹp lắm nha, nhưng mà ảnh này bằng bạc, mà chai là chai thiệt nha, mình cũng đẹp lắm. Đây, đẹp lắm các bạn. 70 đô, đang giảm giá 70 đô. Nhìn cũng đẹp lắm nè. Ha? Nhìn sang đẹp quá chừng luôn. Trời, các bạn ơi, 70 đô mà hạt bạc thiệt. Trong khi đó hôm bữa mình đi đeo mấy cái đôi mà đôi giả đó các bạn, 30 đô các bạn, mà không phải hạt bạc thiệt, hạt bạc giả. Thì thôi, nếu mà vậy thì mình sẽ mua cái loại này á. Thì Philip nói là nếu mà đeo thì đi tắm các bạn nhớ tháo ra, tại mấy cái này bằng bạc mà. Nhìn khác liền ha, hồi nãy là học bạc, giờ học xoàn. Đây này đeo hàng ngày được, đeo hàng ngày đẹp nè. Ngàn tư lấp lánh lắm nha, đẹp lắm các bạn ơi. Này mình mua mình tặng cho người yêu hay cho vợ hay là cho mẹ là chắc là mẹ sẽ rất là thích luôn. Đẹp quá đó. Rồi bây giờ mình chốt nè, đó cái lắc nè.
Đây, và các bạn sẽ thấy Katie đeo này, như là đeo này, nhưng mà ảnh này là đi tiệc mình mới mang. Đó, dễ thương chưa? Và qua video này mình cảm ơn em Philip Huy, em ấy đã tặng cho, giống như là cho giảm giá discount cho fan của Katie, và giống như là cho Katie tới quay đẹp, tại vì vô trong đây quay rất là khó nha các bạn. Nếu mà quay về vàng dòng đá quý á, không có được quay đâu. Nhưng mà hôm nay mình được vô đây quay và mình chia sẻ với các bạn, mình rất là vui luôn á. Nhiều bạn nói Katie ơi, quay về kim cương hoặc xoàn đá quý này nọ mà Katie chưa có liên lạc được với ai hết á. Thì em Philip Huy mình liên lạc được, mình rất là vui luôn á. Và cảm ơn em nhiều lắm nha, đã thương mến và mời chị tới đây và chịu cho giảm giá cho fan của chị, là chị rất là vui luôn á. Cảm ơn em nhiều lắm nè. Và chị mến chúc em là thay chương hồng phát nha, càng ngày càng phát càng nha. Dạ em cảm ơn chị Cathy, cảm ơn các bạn đã coi video này. Chị Cathy biết tới Philip, chị Cathy cũng đã ủng hộ cho Philip rất là nhiều trong cái video này. Nghe cho các bạn biết rất là nhiều là căng sắc luôn, nên các bạn hãy ủng hộ cho Philip nha. Nếu mà cần, cảm ơn em. Nếu mà có thắc mắc gì cứ gọi điện thoại, số điện thoại mình để từ trên màn hình á, từ đầu video tới cuối video luôn nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nếu như thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và có, nếu được á, thì các bạn vào kênh YouTube của Philip Huy, ủng hộ Philip Huy và coi thêm vàng bạn đá quý có promotion mỗi tuần nữa. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.